Thưa quý vị, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đặc biệt là nắm bắt xu hướng thị hiếu của khách tham quan ngày nay, các bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng luôn nỗ lực làm mới mình để bảo tàng trở thành điểm đến gần gũi hơn với công chúng. Phóng sự được thực hiện nhân Ngày Quốc tế Bảo tàng 18 tháng 5. Hiện nay, các bảo tàng trên địa bàn thành phố đang là điểm đến được giới trẻ, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên Đà Nẵng yêu thích. Các em không chỉ đến tham quan tìm hiểu về lịch sử, văn hóa hay nghệ thuật, mà còn tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm tại bảo tàng. Đặc biệt, những hình ảnh check-in tại bảo tàng đã dần xuất hiện trên các trang mạng xã hội của nhiều bạn trẻ. Em đến đây mấy lần cũng có check-in vài nhìn góc, em thấy có vài góc sống ảo khá là hot đối với các bạn trẻ. Đây là trang Facebook của Bảo tàng Đà Nẵng. Nhiều bài đăng trong thời gian gần đây đã thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận, chia sẻ tích cực của người dùng mạng xã hội. Theo đó, lượt thích, theo dõi các trang mạng xã hội của Bảo tàng Đà Nẵng đã gia tăng đáng kể so với các năm trước. Được biết, Bảo tàng Đà Nẵng đã xây dựng được 6 tài khoản mạng xã hội khác nhau, với đội ngũ nhân lực được bổ sung thêm có nghiệp vụ cao về mạng này, đăng tải bài thường xuyên với nội dung, hình thức, chất lượng. Ngoài các bài viết về dạng các chuyên mục công tác chuyên môn ấy, ví dụ như là đằng sau hiện vật, khám phá di sản, Đà Nẵng những gương mặt có thể bạn chưa biết. Để cập nhật nội dung thông tin thì Bảo tàng Đà Nẵng hướng đến xây dựng các bài viết chuyên môn là thông tin một cách đơn giản, ngắn gọn, hình ảnh được thiết kế một cách bắt mắt, sinh động nhằm tiếp cận được đến nhiều đối tượng công chúng hơn. Trước đây nhiều người thường nghĩ bảo tàng là kho chứa hiện vật cũ kỹ. Chưa kể, Bảo tàng Đà Nẵng còn là bảo tàng tổng hợp thiên về lịch sử cách mạng. Vì vậy, thu hút giới trẻ đến bảo tàng lại khó khăn hơn. Vì vậy, trong những năm qua, với mục tiêu tiếp cận mọi đối tượng công chúng, Bảo tàng Đà Nẵng đã liên tục đổi mới công tác truyền thông quảng bá. Nền tảng chính mà bảo tàng hướng đến là truyền thông điện tử trên những kênh mạng xã hội phổ biến. Trong thời gian qua, với sự chủ động tiếp cận và sự chỉ đạo từ phía lãnh đạo của cơ quan, thì chúng tôi năm 2016 chúng ta đã thành lập cái phòng giáo dục truyền thông và có một bộ phận chuyên về công tác truyền thông, và các bạn đã cập nhật kiến thức liên tục để tiếp cận các xu hướng mới trong công tác truyền thông cũng như là cái sự quan tâm của các bạn trẻ để mà làm sao lồng ghép được cái nội dung, trưng bày cái nội dung hiện vật của mình vào trong những cái xu hướng mới để cho các bạn trẻ có sự quan tâm hơn với các bảo tàng. Và bằng chứng là nếu như trước đây thì khoảng 10.000 học sinh đến với bảo tàng thì hiện nay chúng tôi đã đón khoảng 30.000 học sinh sinh viên đến với bảo tàng. Thời gian tới, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ tiếp tục tập trung vào truyền thông quảng bá các hiện vật đang lưu giữ tại các bảo tàng. Các không gian trưng bày, không gian về cảnh quan, di sản văn hóa trên hình thức các kênh, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ vào bảo tàng theo hướng truyền thông trong thời đại chuyển đổi số 4.0, qua đó thu hút ngày càng nhiều lượt khách từ mọi độ tuổi đến tham quan, trải nghiệm.